Ok các bác, trên đây là cái loa DK OK101. Thì nhiều các bác bảo là cái loa này nhìn trông nó đơn giản này, nhưng kêu là làm sao nó hay được một bát thì nghe làm sao nó dày ấm tia. Thì bây giờ em sẽ tả cho các bác đây. Đây là cái phần loa mà em vừa có tháo hẳn ra, tháo hẳn cái phần tần ra, quay cho các bác cùng xem. Đây là cái phần củ loa bát nhá. Check thì là nhập của Citizen Anh Quốc. Bát thì là của BC Italy Ý. Đó. Đây là cái jack input ở đằng vào. Em không hàn đây mà em tháo nguyên cả mảng ra cho các bác cùng xem. Đó, cái hàng chất của DK này đang ta kinh đây này. Các bác lại bảo là hàng Hưng Yên đi. Hàng Hưng Yên thì đúng thật, hàng Hưng Yên bán chứ không phải là hàng Hưng Yên làm được nhá. Bởi vì những cái sản phẩm này mà làm lên ý, nó không có giá như thế này đâu. Nó sẽ gần như là gấp đôi tiền ấy, các bác ạ. Củ loa mà đạt được cái chất lượng như này nó rất là khó, nhất là con loa đồng trục này. Tiếng rất là hay. Đó. Đây là hàng vãi nhá, về anh em thì chỉ có vệ sinh qua cái thùng thôi. Còn bên trong thì em cái nào cần dọn thì mới dọn thôi, còn không thì không có dọn đâu. Đó. Làm nó rất là chất lượng. Phân tần này. Đấy. Con này đời 2013 nhá. 27 tháng 2 2013. Anh em 27 đúng không? 27 tháng 3. DK đang là kinh đây, cái phần mặt sau đây. Đó. Đây là cái củ bát này. Củ bát của kèn này. Rất là chất luôn nhá. Các bác mà chơi những cái hàng cao cấp này thì mới gọi là chơi, chứ còn các cái hàng phổ thông trên thị trường thì bỏ qua đi. Đó. Con này là gân đa số là về phải thay. Gân đa số phải thay, không có con nào đẹp thì không phải thay thôi. Đây là cái phần củ loa bát này. Của nó là củ loa đồng trục. Cái họng chè chắc kèn kia nó sẽ đánh thẳng qua đây. Đấy, góc mở là 60 độ tròn. Bên trong thùng đây là chúng ta sẽ được thấy là nó sử dụng hai vật liệu bông tiêu âm, một là bông thủy tinh, hai là bông trắng gọi là bông gòn. Và cái thùng này thì là sử dụng gỗ là gỗ ván ép bạch dương các bác nhé. Gỗ ván ép bạch dương. Đó. Thùng về nó bị xước sẹo thì em chỉ lau và vệ sinh qua thôi. Có như cái 6210 này thì phải sơn lại này. Còn như cái này là lau vệ sinh qua thôi. Và cái tấm này là tấm hậu bằng nhôm nhá. Nhôm nguyên khối luôn. Đây là cái phần sau này, DK OK101. Công suất là 250W 8 ohm, nhạy là 92 dB, trở kháng 8 ohm. Đó, Danakin. Xịn nhá. Vãi xịn. Giá rất đẹp cho các bác, dưới 5 triệu. Dưới 5 triệu. Thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp nhé. Giá này là rất là ok và cực kỳ đẹp rồi. Các bác nào còn thắc mắc nữa thì em thua. Ok, thì trên đây là cái video giới thiệu sản phẩm của loa DK Danakin. Có mã là OK101 các bác nhé. Một loa 25 gân cao su, con này công suất rất là lớn. Bát 25 công suất rất là lớn các bác nhé. Loa 25 đồng trục. Con này thì nó không kén góc kê đâu. Các bác đặt đứng đặt nằm đều được hết. Bởi vì góc mở của nó là tròn 60 độ. Tròn 60 độ. Cái con loa nào nó có cái phễu ngoài ấy, thì tiếng nó còn hay hơn nữa rất là nhiều các bác nhé. Con này là phễu liền. Củ liền phễu. Và đảm bảo cho các bác là loa zin. Các bác nhé, loa zin. Ok, thì trên đây là cái video giới thiệu sản phẩm của cái loa OK101. Nếu các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhé. Giá rất đẹp rồi. Trong clip lần sau nữa thì em sẽ review nhiều cái hàng hay hơn, chất lượng hơn để cho các bác cùng xem. Trên đây là video tháo ruột các bác nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.